Tại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cô gái người dân tộc Thái vừa xuất hiện đã khiến Quyền Linh, Ngọc Lan và Nam Chính liên tục xuýt xoa khen ngợi về nhan sắc. Ôi trời ơi, em gái xinh quá vậy. Hello. Chào Bình Nọ. Hả? Chào Bình Nọ là chào mọi người. Em cũng có món quà tặng anh. Đây là một trong những cuốn sách mà em yêu thích nhất, nghệ thuật đàm phán. Chúc anh chốt đơn được em. Chúc anh chốt đơn được em. Rồi, cảm ơn em nhiều. Thì anh cũng hy vọng anh sẽ chốt được đơn em chứ. Chứ anh cũng ấn tượng với em. Cảm ơn anh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tập 823 lên sóng cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho chàng trai Phan Huỳnh Đăng Khoa, 27 tuổi và cô gái Lương Thị Thúy Lâm, 25 tuổi. Cả hai đều đang làm việc liên quan đến tư vấn đầu tư chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, Thúy Lâm khiến Ngọc Lan trầm trồ liên tục khen ngợi vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp. Cô giới thiệu mình là người dân tộc Thái, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi bước sang gặp mặt, Quyền Linh cũng ngỡ ngàng thốt lên: trời ơi, em gái xinh đẹp quá vậy. Hỏi về tình trường, Thúy Lâm cho biết đã vắt vài ba mối tình nhưng không mấy sâu đậm. Đến với chương trình, Thúy Lâm mong tìm được người phù hợp cho bố mẹ an tâm sớm lập gia đình để ổn định cuộc sống. Hình mẫu của em là người có đạo đức, nhân cách tốt, sức khỏe tốt và tài chính tốt. Có đạo đức tức là anh ấy tốt bụng, thích giúp đỡ những người xung quanh, cô bày tỏ. Trong khi đó, Đăng Khoa đã trải qua ba mối tình từ thời học sinh đến khi ra trường. Anh chia sẻ mối tình gần nhất kết thúc cách đây gần một năm, hai bên gia đình cũng đã gặp nhau, nhưng đến khi em đề nghị kết hôn thì bạn đó lại né tránh. Viện lý do muốn xây cho gia đình một căn nhà lớn, em đề nghị cả hai cưới nhau rồi cùng cố gắng xây cho gia đình nhưng bạn không chịu. Đến khi dịch Covid, bạn đó về quê và bị kẹt dịch rồi thời gian sau cưới người ở quê luôn, anh kể. Hiện tại ở tuổi 27, Đăng Khoa tiết lộ đã mua được nhà và xe ở thành phố Hồ Chí Minh, có cuộc sống ổn định để sẵn sàng cho hôn nhân. Sau khi mở rào gặp mặt, Thúy Lâm tặng bạn trai cuốn sách kèm chia sẻ: chúc anh chốt đơn được em, khiến cả trường quay vỗ tay thích thú. Đáp lại, Đăng Khoa tỏ vẻ bối rối: anh cũng hy vọng mình sẽ chốt đơn được em chứ anh thấy ấn tượng em rồi đó. Trước cô gái xinh đẹp, chàng trai sinh năm 1995, vội vàng bày tỏ tình cảm nhưng không giấu được hồi hộp nên liên tục nói gấp. Quyền Linh phải lên tiếng nói đỡ: cậu ấy đàm phán về làm ăn rất giỏi nhưng đàm phán tình yêu thì hơi yếu, cố lên em trai, có anh ở đây rồi. Được sự ủng hộ tinh thần từ hai MC và khán giả, Đăng Khoa mạnh dạn chia sẻ: bản thân anh đã có nhà có xe ổn định rồi, anh muốn quen tầm một năm thì mình sẽ tiến đến hôn nhân. Lúc này, Quyền Linh cũng hỏi thêm về phong tục cưới của người dân tộc Thái. Đáp lại, Thúy Lâm tiết lộ: phong tục cưới khá rườm rà, em chỉ lựa người thôi, còn những thử thách để rước được dâu thì chắc bố mẹ sẽ làm tốt hơn em, cô nói. Sau những chia sẻ cũng như được sự tác hợp nhiệt tình từ Quyền Linh và Ngọc Lan, cặp đôi Đăng Khoa, Thúy Lâm đã cùng bấm nút đồng ý hẹn hò khiến cả trường quay vui mừng. Hai MC hy vọng đây sẽ là một khởi đầu tốt để cả hai tìm hiểu và nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật tin tức giải trí nổi bật mỗi ngày.